Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Adrian. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Domingo. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Antoine. Ok, chào các bạn đến với channel Lindo Vlog của sang ở châu Phi. Các bạn nha, hôm nay quay trở lại trang trại của chú Linh nha mọi người ạ. Để làm một bánh khoai lang kiểu Việt Nam nha mọi người ạ. Hôm nay có cháu Adriano đang làm đây hỗ trợ giúp đỡ chủ lĩnh cũng như là em Antonio nha mọi người ạ. Cũng như là đây anh Domingo được anh Hào đang nhàn lửa nha mọi người ạ. Vâng ạ. Ok, thì hôm nay Linh đồ làm bánh khoai lang để cho mọi người, tất cả mọi người ăn thử ở đây, tất cả mọi người làm đây ăn thử nha mọi người. Vì là ở đây này, tất cả mọi người làm đây chưa ăn bánh khoai, chưa ăn thử lần nào mọi người ạ. Thì hôm nay Linh đồ cho tất cả mọi người ăn thử bánh khoai lang kiểu Việt Nam nhá, của Việt Nam. Được. Ok, hoje muito trabalho, né? Dạ, hoje o tio também. Ok, mình chuyên về tất cả mọi người nhá, tất cả hai anh em, hai cháu. Hai anh chào, hai em chào. Ok, hoje o tio mano também veio aqui para fazer bolinho de batata para toda a gente, porque aqui ainda todos nossos colegas ainda nunca provaram, né? Sim, bolinho sim. De batata. Sim. Já. Já. Todos vamos falar ainda tchau, cabana aqui. Tchau, cabana aí. Já. Lá cá, anh em, lá ngửi trưa, né? Đang nấu để ăn trưa. Lindo cũng làm bánh nhá mọi người ạ. Ok, eu também vi apresentar bolinho aqui, que cuia mesmo, bolinho de batata doce. Então, do vietnamita mesmo. Ainda nunca provamos aqui, ainda não? Sim. Então hoje vou fazer já, já? Ok, o fogo já está. Liga được rồi, bây giờ lên lại chào. Chào. Ok. Chào Adrian, nói đi. Vâng. Nói về mọi người. Ok nha các bạn. Tất cả mọi người biết rồi, bây giờ là Adrian Nung làm cho chú Linh các bạn. Mình làm ở đây, hàn ở bên kia các bạn thấy chưa? Phía sau các bạn làm hàn các bạn nhá. Hàn ở bên kia hay đúng. Thế rồi rồi, biết hàn rồi à? Hàn biết. Bình thường thôi. Chú Linh đồ chưa biết đâu, chú Linh đồ có biết đâu. Bình thường thôi. À bình thường à. Ok, bây giờ Linh đồ lại quay bột nhá, quay bột mi. Vâng. Ok. Để đã. Cháu mò luôn à? Dạ, mò đấy. Ok. Yeah, mang Domingo. Yeah, tá vê? O quanto é Domingo? Ainda nós vamos ver. Anh Domingo, anh Domingo là mà hiểu tiếng Việt ít hiểu mà. Đúng. Anh Domingo chưa thầy em Linh đồ làm bánh hè, làm bánh khoai lang hè. Dạ, bolinho de batata ainda nunca fizemos aqui. Quem quer ver? Pode vir. Pode vir ver. Quem quer aprender também fazer outro dia, vai fazer, né? Sim, já, Dung rồi. Pode vir ver a copiar do jeito que eu vou fazer. Fica só atrás desse lado aqui para ver bem. Já. Ok. Do tudo thôi nhá. Bình thôi. Thôi thôi. Khoan ạ. Ok. Bỏ thêm nước nhá. Dạ. Eu meti água. Ôi giời, các bạn không cắm nhá. Hôm nay Linh đồ quên mua sữa không đường mọi người ạ. Quên. Dạ. Bỏ đấy. Đổ nước đấy. Đổ thêm. Rồi. Đổ thêm bột đấy. Vâng. Đấy, mà các bạn không cắm nhá. Nhưng rồi đưa để chỉ có đường và bột mi. Quên mua sữa không đường. Có sao. Thôi, được rồi. Đấy. Như thế nào mà? Ngon rồi. Dạ. Ok. Như này, để cho chủ quay một tí. Đổ thêm nước. Đổ thêm nước. Ok, thôi. Giờ đổ đường ấy. Bỏ đường vào. Nhưng mà càng ngọt càng ngon ấy. Đường. Người ta thích ăn ngọt.
đổi tiếp. Thôi, được đó. Rồi, 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 rồi. Ok, bây giờ chỉ có quay thôi, xoay xoay quay thôi. Vâng, ok. Dạ, yeah, xin tao bên đấy. Primero agua. Chào anh em nói đi. Dạ, yeah, agora, tipo assim, né? Primeiro é água, depois é, 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 é farinha de trigo, girar, 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 depois vou ver mais outro, outro que tem aqui que vai se meter também. Batata. Batata. Salada. Antônio, abre só essa tábua. Pa... Yeah, deixa eu ver se tem a ver assim. Essa aqui, eu como já vendi na praça, né? Sim, é verdade. Os clientes falavam que não, essa aqui é massa, enquanto que não é massa. Não é massa, sim. Essa é batata doce, ralado mesmo. É muito gostoso, depois vai sentir yeah. O sabor mesmo. Depois? Vai gostar? Sim. Sim. É só ficar atento aqui yeah. Do jeito que nós estamos a fazer, porque yeah. Talvez outro dia pode ter também alguém que quer fazer, não é? Sim, é verdade. Sim. Sim. Para não esquecer. É. Ok. Quase doutora Bet. Doutora Bot. Nhìn nào nhá mọi người ạ. Đấy là có hôm nay có anh Domingo. Đấy. Anh Domingo đâu? Dạ. Yeah. Ok, được rồi. Hay là bỏ thêm bột đây. Bỏ thêm ít ít thôi. Ok. Ít thôi, nhiều lúc quá. Ít thôi, bút cắt được rồi, ít thôi. Yeah. Rồi, được rồi. Rồi, rồi, rồi. Ngon nè hề. Ngon nè hề. Thay ngon. Ngon. Muy tu cuya. Bolinho de Vietnamita. Batata doce. Também faz bolinho de... Batata doce também dá para fazer bolinho. Tá vendo? Vietnam. Muito bom. Vietnam é yeah. Inteligente mesmo. Não tem como. Yeah. Sabe muitas coisas. Muitos sabores. Muitos sabores. Yeah. Exatamente. É. E na... Yeah, agora é só que, né? Assim, já que tu vai virar assim, chega. A massa tem que ficar assim mole mesmo desse jeito assim. É só virar bem. E depois, aí não vai aumentar mais nem... Não vai aumentar mais farinha, não. Chega mesmo assim. Então, é só provar se tá doce, da tua preferência. Você quer o doce mais como, mete açúcar só. Sim. Então, depois é só meter a batata, só. E fritar, sim. Só, chega. Yeah. Não precisa mais esperar fermentar, não precisa. Não, esse não vai fermentar mesmo. Meteu yeah. Pronto. Sim, esse é começa. Yeah. Ngọt được. Ok, agora tá bom, né? Sim, tá. É, được rồi. Chào Ariano là lấy cấp, cấp khoai đấy. Bố vào trong. Đấy, ta vào bên đấy. Xinh. Nhiều lắm. Nhiều khoai lên đồ cao nhiều khoai cho nó đồ cả mọi người. Đuổi thêm, đuổi thêm mát. Ok các bạn, đấy, bây giờ lên đồ lại răn bẫy cho mọi người xem luôn nhá. Rong nóng rồi, giả vô đó, cái xoa xịt ra bên đấy. Dạ, xin. Ó, em mete só devagar. Quem tá bebendo? Pode encostar mesmo. Já. Mano, controla. Gira, 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 gira. Gira já. Tá queimando. É, ui. Ui, ui, ui. Mamãe, tá vendo, né? Cuja mesmo, esse vento. Diminui fogo. Diminui fogo. Diminui fogo, Antônio. É, ui, lua em ouro. Essa aqui. Espera. Já, me dá assim. Ok. Diminui mesmo o fogo. Coisa aí, ó. Fogo muito. Fogo muito, fogo muito. Virar mesmo sempre, sempre, não demora. Cuidado. Esse já, já, esse já. Não, vai... não, deixa só. Vou meter, vou virar. Ok. Muito fogo, né? Diminui mesmo. E yeah, tá uma vez assim? Sim. Yeah, se já cozeu? É. Yeah. Cuidado aí no barde. Diminui fogo, não mete no barde. Vai queimar.
Est-ce que est-ce au fritam ou décider tout? Au fritam, mettez ces bagages. Man, comment ça dirait cette chose après taille? D'accord. Ok, là, mọi người. Bây giờ là chuẩn bị mọi người đi làm. Là bây giờ là Linh Đồ sẽ lấy phát cho mọi người nhé, mọi người. Nhá các bạn ạ. Ok, já podemos que, né? Podemos. O Adriano está continuando a fritar. Então, esse já que está fritado, já que está frito, podemos tirar já? Podemos já que. Tirar, né? Começar aqui. Já, tira cada um tira um. Já. Já falamos, quer receber como? Já falamos. Quer receber como? Camoni. Já. Camoni. Isso. Camoni é o nome. Ok. Ok. Isso. Camoni. Sim, senhor. Mamãe, encosta, mamãe, encosta. Camoni. Encosta, encosta. Camoni. Isso. Camoni. Ok. Ok. Come on. 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 Come Ah, agora dá sentido como esse sabor. Cuia ou não? Cuia, né? É bem gostoso. Você um dia também vai querer fazer ou não? Porque esse aqui é fácil, essa é farinha, trigo e que? Batata doce. Sim. Assim faltava mais ainda leite. Isso que? Se meter leite. Hoje de noite vai furar mesmo. Hoje de noite depois de sábado, hoje vai furar mesmo. Tem? Já tem? Vem, corre, corre! Ainda fala de acabar. Nada, com força! Com força! Tem bolinho, tira bolinho. Tira bolinho. Ok, tira mesmo. Tira com força. Ainda come, prova ainda. Cuia. Tá vendo? Tá como? Esse aqui é bolinho de batata. Ainda fala bolinho de batata. Bolinho de batata. Okay. Vietnamita. Vietnamita. Sabor vietnamita. Ok. Aqui tem mais. O Adriano está fritando de novo com o Antônio, já? Tá bem. Domingo. Yeah, vai estar onde? Dormir? Ainda aí, dá um. Dá um. Ainda aí. Ainda aí, dormir hoje. Mira, vai cair, então, ainda aí. Ok, já, toda a gente, como é que estão a ver o bolinho que lindo fez? Cuia, né? Já. Yeah. Então já sabe como é que se faz, né? Já. Yeah. Assim mesmo, compra farinha, compra açúcar. Se tem, quero comprar leite, também mete lá leite. Frita só mesmo assim, do jeito que está. Raspar lá, conforme eu fiz, né? Já, yeah, só assim. Yeah. Ok. Já, yeah, quem acabar. Vamos esperar ainda acabar mesmo de fritar depois, mais uma vez. Deixa eu ranchou red, Dina Fatiep. Dum. Eu também vou provar ainda. Cuia. Tem sal ou tem açúcar? Ah, que açúcar! Cuia! Ok, mọi người. Hôm nay Linh Đồ vào nóng tay của chủ lính để làm bánh khoai lắng để phát cho mọi người tất cả đây. Ok, đã xong rồi. Ok. Mano, yeah, tá tudo bem, né? Yeah, gostaram, né? Yeah, yeah. Muito obrigado por provar o meu bolinho. Yeah, yeah. Ok, mọi người thấy video này hãy thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Linh Đồ Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ hai vợ chồng em nha. Chào các bạn! Việt Nam! Việt Nam! Chào các bạn!
Chào các bạn, Aki, 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 phải là chào các bạn. Aki, 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 mẹ muốn. Phải là chào các bạn. Chào các bạn.